trước like không mắc công mọi người sau này lại bảo tôi không nhắc. Bây giờ nó đang mê game đúng không? Và bây giờ thì nói chung là tôi cũng không thể quản lý và kiểm soát được coi ai là cái người nó đang chơi cùng. Và tôi chỉ biết được rằng là có một thành phần người nào đó hay thường xuyên nạp tiền cho nó. Thì giờ tôi nói trước like cho mày, cảnh cáo cho mày vụ này, là bây giờ có rất là nhiều cái vụ người ta chơi game online xong, xong rồi được những cái đứa kia nó nạp tiền cho game. Xong đến khi mà thân thiết rồi, thằng kia nó sẽ bảo với mày một câu rằng là nếu bây giờ muốn nạp tiền thì mày phải chụp ảnh nóng cho nó. Có nhiều người là vì đam mê game và nghĩ rằng thân thiết rồi nên là cái điều đó nó vô tư không có gì cả. Và sau khi mày chụp ảnh nóng cho nó xong là nó sẽ đe dọa mày đủ thứ. Nên bây giờ ta nói thật là ta không quản lý được và ta cũng không kiểm soát được. Mẹ mày cũng và bất cứ ai cũng không ai kiểm soát được cái việc chơi game của mày. Tao chỉ nhắc nhở mày là tao biết là có những đứa đang nạp tiền vào game cho mày. Nếu mày đừng có cái, nếu có vô tình gặp cái trường hợp nó đòi mày là chụp ảnh hay là bất cứ một cái gì mà tiết lộ thông tin cá nhân hay hình ảnh cá nhân thì tuyệt đối là không, bởi vì cái đó nó có thể đe dọa mày và nó có thể lợi dụng cái hình ảnh đó để làm những cái chuyện không tốt. Nên là ta nói cho mọi mày, cho mày biết và trước like đây để mắc công lỡ như cái điều gì nó không hay xảy ra thì người ta lại trách tao nói thế này kia. Nhưng mà tôi nói thật là tôi không quản lý và kiểm soát được cái việc nó chơi game, bởi vì bây giờ mẹ nó ở cùng với nó mà còn không bảo được thì tôi làm sao tôi bảo qua điện thoại được. Nên là tôi nói trên live đây để cho con Minh nó đề phòng cái vấn đề đó, mày hiểu không? Tao biết là có những đứa nó nạp tiền game cho mày, nên bây giờ nếu như mà nó đòi mày chụp hình gì đó cho mày thì mày nên block đi và bây giờ mày tự quyết định đi là mày lựa chọn game hay là mày phấn đấu cho tương lai thì mày tự sắp xếp. Chứ giờ tao bó tay, tao không thể quản lý và kiểm soát được. Đấy, nên là đấy, tôi nói trên live như vậy để cho Minh nó tự biết. Sớm muộn thì cái đứa nó nạp tiền cho mày. Trên đời này không ai cái gì mà tiền không quen biết thì mà ngày nào cũng nạp cho mày ra 300-400 tiền game đâu con. Đến một ngày nó đòi mày cái gì đó đó. Chứ tự nhiên trên đời là ngày nào nó cũng bỏ tiền nó nạp cho mày để mà mày lên mày chơi game với nó. Hiểu không? Cái này là có nha mọi người nha. Cái này là có nha. Đừng bảo là không có nha. Có nha. Có rất là nhiều trường hợp nha. Trời ơi mọi người ơi, bao nhiêu idol nhận tiền donate của những người trên livestream đã rất là nhiều trường hợp bị như vậy rồi. Báo chí đăng rầm rộ rồi. Một bạn nữ lên livestream hàng ngày cứ được một cái ông nào đó donate tiền liên tục. Xong đến một cái ngày đó thằng đó nó kêu là muốn được donate là phải chat xx với nó được khỏa thân rồi, xong cuối cùng nó quay màn hình lại hết, xong cuối cùng tiêu tan cả sự nghiệp luôn. Trời ơi, đầy rẫy cái trường hợp như vậy rồi, chứ đừng bảo là không có. Khi con người ta được cho quá nhiều và thành một cái thói quen, người ta sẽ không đề phòng cái người đó nữa. Và cuối cùng nó chơi cái chiêu rằng là muốn có thêm tiền, hay là hôm nay mày muốn ta nạp cho mày cái này. Ví dụ như cho anh số phone riêng đi chẳng hạn đi. Xong rồi mai nó lại đòi là thôi cởi cái áo ra đi. Hay là mai nó lại đòi cho em cởi cái quần ra đi. Xong đến cái lúc nó quay màn hình nó chụp cho cái thì những cái hình ảnh nó xô đầy ra trên mạng xã hội. Cho mọi người nghĩ xem bao nhiêu cái video của idol bị lộ lúc livestream hay là chat xx riêng tự nhiên mà có. Trời ơi, cái này là tôi đang nói trước nha, nên là đừng có tin tưởng ai cả. Đấy, người duy nhất mày nên tin tưởng là những cái người đang gần mày nhất và giúp đỡ mày đây này. Là mẹ mày đó, nhất là mẹ mày đó. Xong rồi ai đó là tùy mày tự biết mày cảm nhận. Chứ đây là tao không biết, tại vì tôi không quản lý được cái việc nó chơi game. Tôi cũng không biết là điện thoại nó dùng vào cái việc gì. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy đang livestream đây vẫn FaceTime nói chuyện người này kia, tôi đâu biết đó là ai. Tôi không biết là người ta dành tình cảm gì cho nó. Tôi đâu biết là bạn bè qua miệng nó là bạn thân hay là đã gặp ngoài đời hay là vô tình biết trên mạng. Ai biết là người ta có lòng với nó không, hay là vô tình là thấy nó đang nổi tiếng hay là tạo khoảng cách gần thì bố ai mà biết được. Thế là nói đây để nó tự ý thức nha. Đấy nên là ta nói vậy nha. Còn mày là tao không biết đâu, tao biết là ngày nào có người nạp game cho mày đó. Còn vô tình mày là một ngày nó đòi cái gì thì mày tự ý thức là tuyệt đối là không. Đấy rồi, ok mọi người, bây giờ 9:11 rồi. Sắp đến giờ kết thúc là hồi lớp 8 mày biết tao nghiền game gì nhất không? MU. Võ Lâm Truyền Kỳ á, trong miền Nam gọi là Võ Lâm Truyền Kỳ, nhưng mà ngày xưa tao chơi cái game MU. Tao bỏ học luôn, tao chơi suốt ngày ngày đêm. Và mày biết tiền đâu tao chơi không? Là cái thằng bạn tao. Tao không biết tiền nó đâu mà ra, ngày nào nó cũng dẫn tao đi chơi game. Tiền nó bao hết. Rồi đến một ngày thì tất nhiên là mình cũng phải: ôi Hùng ơi, hôm nay tao không còn tiền để bao mày nữa, mày bao tao một hôm được không? Thì mọi người nghĩ xem, nó bao mình 10 hôm rồi thì bây giờ nó nói một câu như vậy thì mình cũng phải có lòng tự trọng đi. Thì lúc đó tao đéo có tiền. Tao có tiền đâu, tại vì hàng ngày đều nó cho tiền tao chơi mà. Hồi lớp 6, lớp 8 là lúc đó nghỉ em rồi. Thế cuối cùng là tao cũng phải đi vay người này người kia để dẫn nó đi chơi game. Xong thì vô tình tiền nợ nần không? Mày hiểu không? Nên là bây giờ cái thằng nó làm game cho mày mỗi ngày, một ngày nó sẽ hỏi mình một câu để nó thử lòng mày. Ví dụ như mày sẽ bị mất lòng tự trọng. Ê Vi ơi, thời gian qua mình nạp game cho bạn nhiều lắm rồi, mỗi ngày mình nạp cho bạn mấy trăm, thế hôm nay bạn có thể nạp cho mình 500 hay 1 triệu được không? Thì mày phải có lòng tự ái đúng không? Tại vì nó nạp cho mình nhiều quá rồi. Thì bây giờ mày sẽ làm gì? Một là xin tiền mẹ,
hai là tiền đó, tiền ta đưa cho mày hoặc là tiền ngân hàng mày làm thì mày phải nạp lại cho nó, thì có khả thi mày mày dấn thân vào cái con đường trả ra đâu vào đâu. Hoặc là trường hợp thứ hai, đi thời gian qua mình chơi game với nhau rất thân thiết, mình nạp tiền cho bạn mỗi ngày rồi mình rất là yêu bạn, mến bạn như một người bạn, bạn có thể chụp cho mình một tấm hình mà hình đó là một hình đặc biệt được không? Xong nó hỏi mà hình đặc biệt là cái gì, ví dụ như là hở áo hở ngực cái kia, coi lúc đó mẹ mình vô tư mình chụp bố ai mà biết được, đúng không mọi người? Trường hợp như này ở mạng xã hội nó đầy, mà con Vi thì nó vô tư, nó biết cái mẹ gì đâu. Nên là nhiều khi đứng trước gương vạch áo mẹ vét cái quần, xong hôm sau nó photoshop vào thêm gì nữa thì bố ai mà biết. Nên là đấy, tôi nói cho nó có gì ghê không? Không hề ghê, tất cả những cái này nó đều có trên mạng xã hội. Video nó còn photo cái mặt này chứ nó là hình. Trời đất ơi. Mạng xã hội bây giờ nó khủng khiếp nè con ơi. Người ta nói cho mày nghe đó, mày mê game nó vừa thôi, phấn đấu cho tương lai đi con. Game nó không giúp mày trưởng thành được đâu. Một ngày mày dành thời gian ra mày chơi 30 phút thì đó cho nó giải trí là được rồi. Chứ không phải là ngủ dậy là game, tối trước khi đi ngủ game, qua văn phòng cũng game, quay ngang điện thoại tiếp là không có tốt đâu. Rồi, 21:13 rồi. Cái này là thật nha mọi người, là tất cả mọi cái là chuẩn nha. Cái này là tôi còn đang nói giảm và tránh đấy, còn nhiều cái nó còn khủng khiếp hơn đó. Trời ơi, trên mạng xã hội mọi người xem lên, nó còn đầy luôn đấy chứ. Nó còn mẹ lấy video nó tống tiền, nó còn đủ thứ trên đời đấy chứ. Hôm nay ta cho mày một, mai mốt ta có cái gì của mày, mẹ mày ta tống tiền mày lại 10 luôn. Nào bây giờ là thứ trường hợp tiếp theo nào. Chỉ cần đặt một câu hỏi thôi. Nếu mọi người có con thì mọi người có chia sẻ với con mình giống như góc độ tôi đang chia sẻ với mình không? Khi mọi người biết cái điều đó nó có thể xảy ra, đơn giản là như vậy thôi. Những gì nó có thể xảy ra trong trên cái mạng xã hội, và mọi người là cha là mẹ thì mọi người sẽ chia sẻ với con mình để con mình vô tình có gặp cái trường hợp đó thì nó né ra. Thì tôi cũng góc độ giống như một người giám hộ thôi. Những gì nó có thể xảy ra và biết rõ ràng nó đang rất là mê game thì mình phải nói cho nó nghe, đúng không? Chuyện đó rất bình thường. Cũng giống như bây giờ mình hay dạy dỗ con mình đó, ở ra đường mà con gặp cái trường hợp như thế này như kia, ví dụ như vô tình có người lạ đến dắt tay con đi đâu thì con phải làm cái gì. Đấy là cái kinh nghiệm của người cha người mẹ khi đã chứng kiến những điều đó nó đã xảy ra rồi, đúc kết thành kinh nghiệm và nói lại để cho con mình nó biết. Đơn giản là như vậy thôi. Nên nếu như mọi người nghe và mọi người cứ đặt xem, nếu như mình là thằng Hùng, mình cũng có đứa con như vậy đó, thì mình có chia sẻ cho con mình nghe giống như thằng Hùng đang nói với con Vi không? Có thì ok là xong, không cần phải tranh cãi gì cả. Còn nó lúc đó nó có tỉnh ngộ ra không, hay là đấy là cuộc đời và sự trải nghiệm của nó, mình đâu có thể ở bên cạnh nó 24/24 được, đúng không mọi người? Nên điều đó là chuyện bình thường đó. Ví dụ như mình hay dạy con mình là lên trường nữa, nhưng con bị bạo lực học đường thì con phải về nhà con nói lại với mẹ, nói lại với cha mẹ sẽ lên trường để làm việc với lại giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng để tìm xem cái lý do tại sao trên trường con lại bị bạo lực học đường, chứ đâu phải là bố mẹ dạy con là mẹ ở trên trường thằng nó đánh con cầm dạy con đập chết mẹ như thế kia thì nó, đúng không? Đấy là kinh nghiệm của người cha người mẹ mà. Rồi ok, nào còn 33 đơn nha mọi người ơi, vào sổ hàng nào. Ngọc Én ơi, Ngọc Én ơi. Chỉ 99k mọi người vào giỏ hàng cùng nhau chốt đơn nha, không xin được chia sẻ lại nè. Chúng ta có hai loại kem body nha. Một ui trời trời con hàng xóm. Lên chú Hùng đi kêu chú Hùng dỗ. Dỗ cái mặt mày con mày mà mày vừa bảo con tôi. Tụi con tôi. Tụi con mày là cái trà hàm nha. Nãy tôi nói vậy mà. Tụi con đuổi á, tôi nói gì mà. Nào mọi người ơi, 20 phút nữa. Chứ tôi đâu nói là con tôi không. 85, 105, 109, 111. Nãy giờ là 111 cộng với 12 là 123, là 77 đơn nữa. À, rổ giá đã rổ, rổ giá đã rổ. Ủa? Ui giời, tao thấy lại. Ta biết mà có sai đâu. Chú Hùng đang live stream. Rồi, coi chơi vui nha, chú đang live mà. Chú không thấy rồi, chú không thấy rồi. Lại gì không? À, sách. Cái gì?
Khan tặng cho tao. Kêu là trước khi đi ngủ đọc. Mày biết ai tặng sách cho tao? Là cái cô bé bằng tuổi mày viết bài thơ tặng cho mày đó. Ôi, ui dồi, sao nhiều mày thời gian đâu đọc với lại một cái viết. Rồi, chú không ai đấy nhá cò ơi. Cô bé mà hôm bữa viết cái bài thơ về về mày đó, cô bằng tuổi mày đó. Cô tặng cô bảo là tặng sách mà trước khi đi ngủ đọc để buồn ngủ sẽ tốt hơn là sử dụng điện thoại. Với lại tặng cây viết bảo là khi nào mà anh dạy mi chữ hay là ghi chữ ký thì cho fan. Đấy, sẽ có cầm cây viết này để ký. Ok. Cảm ơn lên cho mọi người một combo mới nha mọi người. Cấu luôn. Thì tất nhiên là những cái đứa mà hiền lành về tay con bi có không có đứa nào bao giờ nó hiền lành. Con sữa ngày đầu tiên nó hiền lành mấy nhiêu giờ nó hỗn. Chắc là chủ nào tới đấy, con dâu đen này sắp tới chắc là nó đến gặp tao. Đừng gặp quê vậy chứ. Ê, sao? Cái hộp này hồi nãy mình phui ở đâu ra? Có cái gì được không? Hay là có cái xem qua có thư tiếp kìa. Kìa. Em qua trong đó có cái thư rồi đó. Đi đổi sách nhiều như này, không biết đọc điều gì đây. 30 ngày thay đổi thói quen, mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. À, chả. Mặc cái này đi qua đi được không? À, được. Nhìn nó đen quá. Thì mày kiếm cái bộ nào trắng trắng tùy mày, mày bao nhiêu đồ mày hỏi tao sao tôi mày biết? Tôi ra đường, tôi đã đen rồi, tôi mặc này nữa chắc. À, ok, con biết thân biết phận. Được. À, đây. Đúng tôi là mấy em xin. Taxi là chủ nhật và ngày mai là kín đáo. Cái này quay cái gì mà bộ nó đi chụp và Giáng sinh được. Ừ, cái đó thì Giáng sinh hợp lý quá. Còn con lên truyền hình mà con mặc kiểu vậy thì nè con cho hai bịch bánh hồng tôm vào thì nó mới phồng ra. Chứ con đừng có tự giật nâng lên nhá. Cái này con đó mặc gì đâu bà. Thì đây không mặc gì thì thấy rõ là con rất là tivi màn hình thẳng. Thì ra mấy ba kêu con là phải... Con có, con bự mà. Ô. Này, hoặc là con để hai cái chai nước mà để chiều dọc nhá. Này, ví dụ như chai nước thì đừng để như vậy mà để như vậy này. Thì nó nó mới ra được. Ngày mai ta sẽ thấy con có buồn. À thôi, con đừng làm quá nhá. Đến lúc mà đang xuất hiện trên tivi cái nó rớt cái gì cái thì cha con mình cũng hơi bị quế. Con chỉ sợ nó bởi nước cha. À, thì đây là con sẽ lấy hai chai bột nước. Con trai sẽ tắm nhé. Cha nghĩ trai sẽ tắm mà để. Không, con sẽ lấy cái dây á. Đó con có làm vú đó rồi. Có thật tiên lượt xem để tăng lên cả ca rồi. Từ hồi nãy 4K8 rồi ra 4K9 giờ lên 5K8. Đó nên là con sẽ lấy hai cái bịch để này. Không cần lỡ đó rất thì cha con mình né ra xíu nha, chứ cha ngại cái vụ xuất hiện trên truyền hình rồi. Đau. Mày lấy combo mặt nạ lá trùng ngay cộng sữa làm mặt trùng ngay nha mọi người. Đang giảm còn 299. 299 cả nhà ơi, vào riêng lên. Tham đi về nhà mày biết. Mọi người yên tâm đi, bên cụ báo live 9 đến 12 giờ cơ. Tôi là 15 phút nữa tôi out ở đây. Lúc đó quặng mọi người qua ngắm trai thoải mái, được chưa? Đúng không? Tao đâu có thời gian để. Nữa nè. Địa chỉ cũ thầy nè. Ơi, kêu bằng chị nha thầy. Nè. Ok. Thì ai biết đâu, chị em nhắn tin bảo rổ rã rổ thầy ơi thì mình xưng lại là trò. Chắc cha lúc đầu không nhắn đại lương đi thì giờ chị em gọi thầy bằng thầy thì thầy gọi lại bằng trò. Thầy đó biết cái gì cha? Ok, cực thiệt luôn nhé. À, chả hiểu, tự nhiên nghe nhắn tin gọi thầy bằng thầy thì thầy gọi lại bằng trò. Rồi ok nha, để đi này. Ship hai hộp cần tay. Lấy nước hoa pha em một chân hay ba cây cho anh từng đặt rồi. Lấy cái gì vậy em? Nước hoa pha em. Nước hoa pha em mọi người ơi. Từ nữa anh cũng được thôi. Từ nữa anh cũng được.
đi bên anh đã có em rời bên. À đúng rồi, hôm nay là đầu tháng đúng không mọi người? Người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt. Hôm nay coi như là được tính cứ tính luôn nào, coi như là được hơn 200 đơn đi. Đấy, 201, 202, 203 gì đó cũng là hơn 200 rồi. Thì mình xin được chúc cho tất cả mọi người thành viên gia đình Báo luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an. Và năm nay sẽ là năm đầu tiên chúng ta ăn Tết cùng với lại gia đình Báo. Và mình cũng xin chia sẻ với mọi người luôn. Tết sao? Năm đầu tiên ăn Tết cùng với tên có tên gia đình Báo. Ngày xưa mình đi bất cứ một cái chùa nào hay là một cái nơi nào để mình cầu nguyện đó, thì mình hay thường là cầu cho bản thân, cho gia đình và những người xung quanh. Nhưng mà từ ngày có gia đình Báo thì mình luôn luôn là cầu thêm là có gia đình Báo ở bên trong những cái lời cầu nguyện của mình nữa, và những cái người thân xung quanh của mình. Nên là Hùng hy vọng rằng là trong năm nay, là tháng 12 này là tháng cuối cùng của năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận thật nhiều những cái điều tích cực và bình an. Và năm nay chúng ta cùng nhau đón cái Tết đầu tiên mang tên gia đình Báo. Hy vọng là cái tên gia đình Báo nó không chỉ đơn giản là cùng nhau tạo ra những cái phiên live mang tính chất là không kịch bản gì cả, mà luôn luôn là vui vẻ tự nhiên, mà gia đình Báo còn làm những cái chuyện tuyệt vời hơn nữa là xây dựng ra các câu chuyện nhân văn